mải nuốt mồi, cá mập vây đen ngoạm nhầm đầu đồng loại. Khoảnh khắc con cá mập vây đen đói mồi ngoạm nhầm đầu đồng loại trong khi những con cá mập khác bơi xung quanh được hướng dẫn viên bia Voster ghi lại ở dạng San hô Ali ngoài khơi ít từng cắp, Nam Phi, trong loạt ảnh khác, các thợ lặn bơi sát bầy cá mập trong khi chúng tấn công đàn cá mòi khổng lồ. Dù tôi thường bơi cùng loài vật thú vị này mỗi ngày, tình huống như vậy rất hiếm gặp và khó ghi hình, đôi khi, cá mập cũng mắc sai lầm nhưng đây không phải là hành vi hung dữ con cá mập chỉ đang cố nuốt chừng cá mòi, nó không làm con cá mập kia bị thương, Mia giải thích. Mia sử dụng camera ghi hình dưới nước để chụp loạt ảnh, chúng đến thăm chúng tôi hàng ngày và tỏ ra rất thân thiện, thoải mái khi bơi quanh thợ lặn dưới nước, Mia chia sẻ. Là động vật ăn cá vô cùng nhanh nhẹn và hoạt bát, cá mập vây đen có thể vừa nhảy vừa xoay tròn trên mặt nước khi tấn công những đàn cá nhỏ, chúng khá nhút nhát so với các loài cá mập lớn khác, thường rè chừng con người cá mập vây đen có thể trở nên hung dữ khi có con mồi và gây ra một số vụ tấn công nhằm vào con người mỗi năm an khang theo sun